phần hình 6 tổ hợp group 3 cơ bản nhé. Toán thứ nhất, cơ bản dọc rồi 2 3 4 1 2 3 4 2 đi ngang 2 3 ngang 4 3 2 3 4 4 Tổ 2 mở tiếp 2 3 4 1 2 3 4 2 mở lùi 2 3 4 3 2 3 4 4 Tổ 3 lùi 2 3 nhịp thứ 3 bước chéo chân lên lên bên trái và nhịp 1 nhịp thứ 4 ta xoay 90 độ về góc phải 1 2 3 4 1 sau đó là chân trái tiến này 2 3 lúc này lực đang ở chân phải dùng chân phải ta xoay ra mặt sau rồi lùi chân trái xuống nghỉ sau đó là lùi chân phải này 2 3 4 3 2 3 lực chân phải xoay theo hướng bên trái rút chân trái về đấy thì đấy là tòa thứ ba đi lại nhá 2 3 4 xoay 1 2 3 xoay 4 nghỉ 2 2 3 tiến 4 3 2 3 4 nghỉ 4 Tổ thứ tư giống tổ hợp thứ ba 2 3 4 xoay 1 2 3 4 nghỉ 2 2 3 4 nghỉ 3 2 3 xoay 4 nghỉ 4 Tổ thứ 5 lùi 2 3 và lại trong lưng chân trái nhịp tiếp theo bước chéo lên bên trái sau đó là dùng lực chân phải đấy xoay 180 độ ra mặt sau nha nào 2 3 4 1 Câu 2 đi ngang 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 Đấy là tổ hợp thứ 5. Bây giờ đi lại từ tổ hợp thứ 1. Nhá. Nào. 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 and 1 2 3 and 4 2 2 3 4 nghỉ 3 2 3 and 4 nghỉ 4 2 3 4 and 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4
Tổ hợp cuối cùng, tổ 6, lùi 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ, cái chân chúng ta sẽ vẽ. Đấy. Nào, 2, 3, 4. Nghỉ 1. Và về trọng lực vào chân phải. Nhá, đi lại này. 2, 3, 4. Nghỉ 1. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4. Sau đó đi từ đầu. Điểm đầu tiên. Bây giờ mình đi đủ 6 tổ hợp nhé. Nào, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4. Đấy là 6 tổ hợp rumba cơ bản. Chúc các bạn thành công. Xin chào.